Audio Jungle. Audio Jungle. Chúng tôi sẽ tiến hành phỏng vấn một số học viên để xem họ có cảm nghĩ gì về buổi học hôm nay nhé. Vậy thì sau 2 ngày học và trải nghiệm với những cái thú vị của lớp học này thì anh đã có những cái suy nghĩ về những loại có thể chia sẻ với mọi người. Thật sự lúc đầu thì tôi cũng không trông đợi gì nhiều ở cái chương trình này. Tôi nghĩ thì tôi sợ là giống như là kiếm tiền mà lại mất thời giờ ở những cái lớp mà giống như mình đã từng học qua trong rất vui là được làm quen với chị. Chị giới thiệu về tên và nghề nghiệp. Mình đang là mình tên Nguyễn, mình đang học tiếng Nhật và tiếng Trung.